Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rạng sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020 vừa qua, hơn 100 công an chìm và nổi, sắc phục và thường phục vây quanh khu vực Dương Nội, sau đó đã đột nhập vào nhà bắt giữ Cấn Thị Thêu, một dân oan đã hai lần đi tù vì chống bất công. Cùng với người con trai cả là anh Trịnh Bá Phương vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Cùng lúc công an cũng đột nhập vào nhà bắt anh Trịnh Bá Tư là em út của anh Phương tại Hòa Bình. Ngoài ra Nguyễn Thị Tâm còn có tên gọi khác là Tâm Dương Nội cũng đã bị bắt ở chợ làng La Cả thuộc phường Dương Nội lúc 5 giờ sáng. Theo lời kể của người con trai của bà Tâm, tất cả 4 người bị bắt đều bị công an cáo buộc tội tuyên truyền chống chế độ theo điều 117 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước khi bị bắt, anh Trịnh Bá Phương đã livestream toàn bộ cảnh công an bao vây và lúc công an chìm cắt song sắt của nhà anh trước khi xông vào. Trong lúc livestream, anh Phương đã có một số phát biểu đáng khâm phục. Như trong di chúc tôi đã nói, tôi không có ý định tự tử nếu bị bắt. Hiện tại tôi rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật gì cả và nếu tôi bị chết trong đồn công an hay trại giam thì đó là do công an thủ tiêu tôi. Nếu tôi chết trong trại giam đồn công an, đề nghị gia đình hàng xóm không ai được chôn xác tôi, hãy để xác đó như bằng chứng tội ác của chế độ Cộng sản Việt Nam. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị bắt rồi, tôi nghĩ là họ sẽ không để yên cho tôi đâu. Trong thời gian qua tôi chỉ lên tiếng nói lên sự thật trong vụ việc ở Đồng Tâm. Tôi cố gắng đưa ra những thông tin trung thực nhất đến công luận trong nước và quốc tế thì họ đã coi việc đó là ảnh hưởng đến cơ quan điều tra, ảnh hưởng đến hệ thống chính trị, độc tài. Nếu tôi bị bắt thì mọi người đừng lo lắng cho tôi. Mong công luận và các cơ quan ngoại giao quốc tế quan tâm đến Đồng Tâm. 29 người dân Đồng Tâm đang phải đối mặt với bản án rất nặng nề. Khi một người biết rõ nỗ lực lên tiếng vì công lý là sự thật của mình sẽ bị chế độ trấn áp bằng bạo lực và có thể bị sát hại mà vẫn hiên ngang chấp nhận hy sinh cả mạng sống và hạnh phúc của gia đình, cho thấy anh Trịnh Bá Phương và gia đình đã không chỉ đau lòng trước sự oan ức của bà con Đồng Tâm mà còn phẫn nộ trước những hành vi độc ác và lấp liếm của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội trong việc tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm bằng vũ lực vào rạng sáng 9 tháng Giêng năm 2020. Chính qua cuộc đột kích với hơn 3.000 cảnh sát cơ động, xe thiết giáp và vũ khí sát thương, Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh sát hại cụ Lê Đình Kình ngay tại phòng ngủ rồi sau đó dựng lên kịch bản điên rồ và gian ác rằng một số người dân đã đốt cháy 3 cảnh sát cơ động khi họ rơi xuống giếng trời ở nhà cụ Lê Đình Kình. Hiện tượng vu khống để chụp mũ cho người dân lương thiện và chối bỏ tội ác của chế độ đã khiến cho gia đình Trịnh Bá Phương, một người hết lòng với nỗ lực đòi công lý cho cụ Lê Đình Kình, đã không thể nào im lặng trước sự thật bỉ ổi này. Vì thế mà trong nhiều tháng qua, anh Trịnh Bá Phương đã góp một phần không nhỏ trong việc phổ biến những thông tin liên quan đến cuộc thảm sát tại Đồng Tâm và nhất là tình hình bi đát của những gia đình có người thân đang bị chế độ bắt giữ. Những thông tin mà anh Phương cung cấp còn giúp cho công luận Việt Nam và chính giới các quốc gia phương Tây thấy rõ bản chất của vụ đàn áp tại Đồng Tâm là một âm mưu cấu kết giữa chính quyền thành phố Hà Nội với nhóm tư bản đỏ trong guồng máy quân đội để chia chác quyền lợi và sẵn sàng giết người để cướp của, bịt miệng người dân. Từng là nạn nhân trực tiếp của chế độ có cuộc đấu tranh chống đền bù đất đai đầy bất công tại Dương Nội cách nay hơn một thập niên, anh Trịnh Bá Phương và gia đình đã thấy rất rõ là chỉ có xương máu của chính mình và quyết tâm đấu tranh đến cùng thì mới có hy vọng đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước. Anh đã tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh bảo vệ công lý cho những nạn nhân đang bị đày đọa trong tăm tối bất công tại Đồng Tâm nói riêng và trên cả nước. Hình chữ S đau thương quằn quại mang tên Việt Nam nói chung. Nhà cầm quyền thành phố Hà Nội tưởng rằng việc đưa một lực lượng công an cơ động 3.000 người sẽ trấn áp và xóa sổ được cuộc phản kháng tại Đồng Tâm. Nhưng không ngờ nó vẫn tiếp tục trở thành điều nhức nhối cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
chính là nhờ vào sự miệt mài đấu tranh của Trịnh Bá Phương và gia đình. Gương hy sinh và lòng can đảm của họ cùng những người Việt Nam yêu nước, công bằng và lẽ phải đã lên tiếng tranh đấu với bất chấp bao nhiêu là điều nghiệt ngã mà họ phải hứng chịu, đã là những thách thức to lớn đối với bảo quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng lại là nguồn hy vọng và gương sáng cho cả nước. Bạo lực không những không thể cầm tù được tư tưởng, mà những tấm gương nhân nghĩa đang tỏa sáng lan rộng khắp đất nước, và mọi thế hệ đang khao khát được sống trong một xã hội văn minh và nhân bản, nơi công lý và tình người được khôi phục. Chính vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ dập tắt được lửa đấu tranh của bà con đồng tâm, dù là bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm có bị những bản án trả thù nặng nề của chế độ. Nói cách khác, Cộng sản Việt Nam đang đổ thêm dầu vào lửa. Chính sự bắt giữ 4 người yêu nước vào rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 2020 vừa qua đã thôi thúc cho những ai nặng lòng với đất nước sẽ đứng lên đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả lại công lý cho cụ Lê Đình Kình và 29 nạn nhân đồng tâm đang bị bắt giữ phi pháp, cũng như trả tự do vô điều kiện cho bà Thêu, bà Tâm, anh Phương và anh Tư. Khát vọng công lý của bà con đồng tâm đang bừng cháy trong lòng dân tộc. Kẻ ác chắc chắn sẽ phải đền tội một ngày, không xa. Nguyễn Thị Tâm, còn gọi là Tâm Dương Nội, là một nông dân lao động cần cù nhất tôi được biết. Tâm ra đồng từ 3-4 giờ sáng để hái rau mang ra chợ bán, quay về lại ra làm đồng lúc 8-9 giờ sáng. Bởi ruộng vườn của người nông dân Dương Nội bị chính quyền lấy và số tiền đền bù không xứng đáng, nên nhiều người trong số họ đã trở thành dân oan, là người hoạt động đấu tranh cho quyền lợi của chính mình và nhiều người khác, trong ấy có bản thân của Tâm. Tâm là một người nông dân đấu tranh không biết mệt mỏi. Cô kể với tôi là ngày cô ngủ có mấy tiếng, làm ruộng xong là lên đường đến các cơ quan công quyền nộp đơn, hy vọng tìm được công lý cho mình. Để được tỉnh táo, cô phải tống vào người biết bao nhiêu là cà phê. Người cùng khổ mới biết thương những người cùng cảnh ngộ với mình. Chắc các bạn đã từng được xem những clip khi Tâm thay mặt những nhà hảo tâm phát quà cho những bà con dân oan đang sống lay lắt ở vỉa hè Ngô Thị Nhậm, Hà Đông. Cái giọng sang sảng khiến cho người ngồi cạnh còn phải váng đầu trong những lần phỏng vấn. Tôi thầm nể cái khí chất mạnh mẽ của người nông dân ấy. Ngày 24 tháng 6 năm 2020, chị Tâm đã bị bắt cùng với chị Cấn Thị Thêu, một nông dân mất đất đã từng vào tù 2 lần bởi do đấu tranh. Hai con trai của chị Cấn Thị Thêu là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cũng bị bắt, tất cả với tội danh làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ba mẹ con chị Thêu gần đây đã lên tiếng mạnh mẽ về vụ việc đau lòng ở Đồng Tâm. Tôi không biết hết những việc họ làm và tôi cũng không đủ tin để biết cái tội danh kia có đúng với họ hay không. Ở đây tôi chỉ muốn nêu ra câu hỏi là việc bắt giữ họ có hợp với lòng người hay không. Họ là nạn nhân bị mất đất và nhà cầm quyền không giải quyết thỏa đáng cho họ, và chính vì vậy mà họ không ưa gì bộ máy cầm quyền. Đấy là một logic tất yếu. Chẳng lẽ con người ta phải bắt buộc yêu quý kẻ đã gây ra đau khổ cho mình? Tôi không tin vào tội danh kia là đúng đắn, bởi đã có biết bao nhiêu tòa chụp mũ phi lý và xảy ra tại Việt Nam mà qua những gì tôi chứng kiến, họ làm trước công luận, tôi lại càng không tin. Trừ khi chính quyền nêu ra được những bằng chứng thuyết phục. Các cán bộ chắc chắn cũng phải đồng ý với tôi rằng các đồng chí của các vị đang tham nhũng tràn lan, quan chức ở các nơi đang lạm dụng cái luật sở hữu tài sản của toàn dân về đất đai để cướp đất của dân lành. Đấy là một thực tế mà các vị không thể chối cãi được. Một xã hội muốn phát triển theo con đường văn minh thì việc con người phải đấu tranh với những sai trái là một việc cần thiết. Chính các vị trong bộ máy còn cảm thấy bất lực trước sự xuống cấp về đạo đức, nhân phẩm của những đồng chí cán bộ của mình cơ mà. Vậy tại sao lại bắt bớ bịt miệng những tiếng nói phản biện hiếm hoi như mấy người này? Chẳng lẽ các vị biến 90 triệu dân thành những con cừu phục tùng vô điều kiện, bị đối xử thế nào cũng ngoan ngoãn chấp nhận,
Tương lai đất nước này sẽ ra sao khi người dân không thể mở mồm nói ra những bức xúc trong lòng, triệt tiêu tiếng nói, phản biện chính là giết đi sự sống nội tại của một dân tộc, và đấy là một tội ác của dân tộc với tổ tiên. Các vị định dùng nỗi sợ để cai trị con người. Nếu một dân tộc chỉ hành động theo nỗi sợ thì dân tộc ấy sẽ thoái hóa thành một dân tộc nô lệ. Đất nước này cần nhiều những con người như họ. Các vị cần nhìn xa hơn, sâu hơn và vào sức sống nội tại của dân tộc để có được hành xử đúng đắn. Tôi không chỉ thương mấy người bị bắt mà lòng tôi còn đau buồn khi nhìn thấy dân tộc này đang biến thành một giống loài hèn nhát, an phận, tuân phục. Chính sự hèn nhát tuân phục ấy sẽ khiến những kẻ xấu mặc sức tung hành, mặc sức cướp phá tài nguyên của đất nước. Rồi đây, những bà con dân oan đang vật vờ trên vỉa hè sẽ thấy cô đơn hơn khi vắng Nguyễn Thị Tâm. 29 người dân đồng tâm và những người thân của họ cũng sẽ cô đơn hơn khi vắng ba mẹ con của chị Cấn Thị Thêu. Và trên mặt trận truyền thông, đất nước này có vẻ sẽ yên bình hơn, nhưng nước mắt dân oan sẽ chảy nhiều hơn. Tiếng thét khản cổ của họ sẽ tuyệt vọng hơn và cái chết đau khổ của họ sẽ âm thầm hơn. Bao triệu con em người dân đã đổ xuống để các vị tạo ra một xã hội như thế này ư? Các vị có dám tranh luận những vấn đề như thế này một cách bình đẳng và công khai không? Đối với tôi, những gương mặt nông dân này đáng quý và đáng trân trọng nhất trong xã hội này. Lại thêm những người nông dân lâm cảnh tù tội. Hôm 24 tháng 6, gia đình nông dân chị Cấn Thị Thêu từng 3 lần tù cùng với hai người con trai, chị Nguyễn Thị Tâm cũng bị bắt vì tội chống đối. Mảnh đất Dương Nội trước thuộc huyện Hoài Đức, từ năm 2006 trở thành một phần của thành phố Hà Đông cạnh Hà Nội. Tai họa bắt nguồn từ đây, đất Dương Nội trở nên có giá và lọt vào mắt xanh của bọn tham quan với chiêu thức giải tỏa đền bù. Từ đây ra đời hơn 300 hộ dân oan Dương Nội kiên trì bám đất, khởi kiện bất phi công lý. Cũng từ đây, chị Cấn Thị Thêu trở thành một thủ lĩnh nông dân của người Dương Nội. Từ một nông dân chỉ biết chăm chỉ trên luống cày, chị tìm hiểu luật pháp rồi trở thành những người lên tiếng cho bất công oan khuất. Nhưng ở Việt Nam, đó là một cái tội. Chị đã 2 lần tù tội, nay thì họ bắt luôn 2 đứa con trai của chị, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Đây là 2 thanh niên hiền lành, lương thiện, theo chân mẹ, cất tiếng đòi lại công lý không chỉ cho gia đình, cho dân oan Dương Nội mà cho cả những nông dân đồng cảnh ngộ ở vùng Đồng Tâm. Rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020, cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh của nông dân Đồng Tâm đã nằm xuống với 4 phát đạn từ phía sau, một đầu gối bị chó ngoạm mất vào lúc nửa đêm. 3.000 cảnh sát cơ động trang bị vũ khí đến tận răng đã đột nhập và bắn chết cụ Kình tại phòng ngủ, bắt đi các người con của ông. Cụ Kình có 55 năm tuổi đảng và luôn tuân thủ pháp luật và chống lại sự sai trái của cường quyền mưu toan cướp đất Đồng Tâm. Cụ có đủ lý lẽ và chắc chắn họ không thể thắng ở một phiên tòa. Vậy là họ dẫm lên luật pháp, dùng một đội quân khổng lồ để bao vây giết chết một cụ già 84 tuổi và chỉ cần một cú đẩy cũng có thể ngã chết. Cái chết của cụ Kình làm rúng động lương tri cả nước và thế giới. Còn những người nông dân hiểu rằng phải đoàn kết bao bọc nhau để giữ đất. Ba mẹ con chị Cấn Thị Thêu và chị Tâm luôn lên tiếng cho cái chết của cụ Kình. Họ trở thành cái gai của kẻ ác. Hôm nay họ đã không cần giữ thể diện, phá cửa xông vào bắt đi ba mẹ con chị Thêu và bắt cóc chị Tâm đang lúc đi chợ bán rau. Đất đai không chỉ là phương tiện sản xuất mà còn là máu thịt của người nông dân từ ngàn đời. Nhưng đất đai ngày nay là miếng mồi ngon kích thích lòng tham không đáy của những kẻ có quyền, có thế. Người nông dân buộc phải từ bỏ đất đai của mình với một ít tiền đền bù rẻ mạt. Ai chống đối sẽ bị trừng phạt. Đó là bi kịch chung trên cả đất nước hình chữ S đau thương quằn quại này. Và người dân Đồng Tâm, Dương Nội của cụ Kình, ba mẹ con chị Thêu và chị Tâm đằng sau với hàng ngàn cuộc đời bi phẫn và thầm lặng. Nấm mồ cụ Kình chắc hẳn còn tươi màu đất mà nay lại có thêm những người nông dân phải vào tù. Họ có tội gì? Trời cao có thấu. Năm xưa, người Cộng sản khởi đi từ phong trào Việt Minh với những chiêu bài giải phóng đất nước, đem lại tự do, no ấm cho người nghèo.
Người Cộng sản từng lấy Liên minh Công nông làm nòng cốt. Năm xưa họ từng thực hiện công cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất, cướp đất của địa chủ chia cho dân nghèo để thu phục lòng tin. Khi quyền lực đã nằm ở trong tay, họ vội quên lời thề hẹn cũ. Ngày nay họ cướp của người nghèo chia cho người giàu. Hầu hết kẻ quyền thế đều đang sống xa hoa trong biệt phủ, đền đài siêu xe. Còn nông dân vốn nghèo lại thêm khốn khó vì đất không còn. Và công nhân phải sống cuộc đời quần quật tăm tối trong những khu nhà trọ tồi tàn, không có chút ánh sáng của ngày mai. Liên minh Công nông đã bị phản bội. Cuộc cách mạng năm nào đã bị đánh cháo, tự do không có, no ấm cũng không. Họ giờ đây bị xem là tầng lớp, lót đường, buộc phải hy sinh phục vụ cho những kẻ giàu có và quyền lực. Hôm nay lại thêm tin buồn về gia đình chị Cấn Thị Thêu và chị Tâm. Riêng hai em Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là hai thanh niên có gương mặt tuấn tú, lương thiện, hiền lành nhưng vô cùng quả cảm. Bao nhiêu năm qua, họ phải ngày ngày đối diện với sự quấy nhiễu đe dọa của công an nhằm bịt miệng, nhưng họ đã chọn cách sống hiên ngang, lên tiếng cho bà con nông dân cùng cảnh ngộ và chấp nhận tù đày. Đất trời bao la, chỉ xin cho mây che phủ che đủ phận người. Những người nông dân hiền lành, chân chất, họ xứng đáng được thương yêu, chứ không phải là cách đối xử hung tàn của những tên bạo chúa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.